Hôm nay được nhận lương, anh vừa chuyển cho em rồi đấy. Em đã nhận được chưa? Em nhận được rồi, nhưng mà tiền tiêu vặt tháng này của anh em giấu đi rồi. Anh tự tìm đi nhá. Anh nhất định sẽ tìm ra. Anh chỉ có một cơ hội thôi đấy, cố gắng mà tìm. Tôm, không được nhắc bố đâu đấy. Vâng ạ. Con mà giúp bố tìm được tiền tiêu vặt tháng này, con thích gì bố cũng mua cho. Bố hứa nhá. Hứa. Mình cần phải có một vài ám hiệu bố ạ. Sờ lên tai nghĩa là đúng, sờ lên mũi nghĩa là sai và không hiểu. Bố nhớ chưa? Bố hiểu rồi, cứ thế mà làm nhá. À bố ơi, ngoài trời có mưa không ạ? Không, hôm nay không mưa con ạ. Mẹ ơi, 10 giờ con đã ăn cơm rồi, bây giờ con đói quá. Đâu, hôm nay 12 giờ mới ăn cơm cơ mà. 10 giờ, hướng 10 giờ là tủ hoặc sau bức tranh. Vậy là sai thế, chắc chắn là ở trong tủ. Tìm thấy rồi. Đây là tiền của ai? Mẹ ơi mẹ, bố vẫn chưa về ạ? Bố đi công tác một tuần cơ mà. Sạc mất điện nhờ? Mẹ đóng tiền điện tháng này chưa? Mẹ đóng tiền điện từ 10 ngày trước rồi. Mà bây giờ giữa tháng mà. Ai đây? Tôi là nhân viên kỹ thuật điện. Nhà chị vừa bị mất điện đúng không ạ? Chị mở cửa để tôi vào sửa với. Nhà không dùng điều hòa, không có thiết bị tiêu hao điện năng lớn, không thể có khả năng bị ngắt cầu giao. Bây giờ là giữa tháng, tiền điện đã thanh toán rồi. Hơn nữa, vẫn có tín hiệu wifi của hàng xóm, chứng tỏ chỉ có nhà mình bị ngắt điện. Tôi ra đây. Con mệt quá. Sao đấy con trai? Mặt của em mới đập nhanh, chán lại còn bị bứt mát mồ hôi nữa. Chắc là bị say nắng rồi ạ. Bố đã bảo bao nhiêu lần rồi, trời nắng nóng cứ ra ngoài chơi. Con uống hết cốc nước này là sẽ khỏi thôi. Đừng bố. Sao thế con? Uống quá nhiều nước trong một lần sẽ không tốt đâu ạ. Người ta bảo ấy là bị say nắng thì phải uống nhiều nước vào. Người bị say nắng không nên uống quá nhiều nước trong một lần, phải chia ra làm nhiều lần, mỗi lần uống một ít. Uống quá nhiều nước trong một lần sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây mất nước, lượng muối trong cơ thể nữa ạ. Ờ thế à? Vậy uống từ từ từng ngụm một con nhé. Các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ chú ý, khi chúng ta bị say nắng, chúng ta không nên uống quá nhiều nước trong một lần, hay chia ra làm nhiều lần, mỗi lần uống một ít để tránh ảnh hưởng đến tiêu hóa và mất nước nha. Anh ơi, có chuyện gì thế? Anh cho vợ chồng tôi đi nhờ bệnh viện với ạ. Cháu nhà tôi bị ốm quá. Ok, lên xe đi. Em cảm ơn anh ạ. Bé làm sao thế? Chắc là nó đói thôi ạ. Bố ơi bố, cho con đi vệ sinh nhá. Bố đi cùng con nhá. Được. Anh xuống để xe giúp tôi với. Được, anh đợi tôi một lát. Này anh kia, tôi còn chưa lên xe mà. Anh ơi, chồng tôi vẫn chưa lên xe mà. Hai người chắc chắn không phải là bố mẹ của đứa bé. Lúc đứa bé khóc, chị rất mất bình tĩnh, lại còn đưa tay lên bịt miệng đứa bé nữa. Làm như vậy rất ảnh hưởng đến sự phát triển của cuộc sống. Bố ơi, họ bắt cóc trẻ em hay sao ấy ạ? Bây giờ làm thế nào? Tại vì tôi không có khả năng sinh con, nhưng bố mẹ chồng tôi muốn đuổi tôi đi. Bất đắc dĩ thì tôi mới phải làm như thế. Tôi xin lỗi. Con tôi. Cảm ơn hai bố con nhé. Lẽ nào mình nghe nhầm sao? Không có gì đâu mẹ. Sao? Đi thôi. Đúng rồi. Đây mẹ. Chú ấy ngồi xổm nói chuyện với đứa bé, có vẻ đang rất kiên nhẫn, đeo khẩu trang y tế. Chắc là đang bị ốm. Trong tình huống như thế này, trong tay vẫn cầm ba lô của đứa bé, cho nên anh ấy sẽ là... Anh thì bắt cóc đứa bé đấy à? Cứu cháu với, cháu không muốn đi học đâu. Bố, cho con ở nhà đi. Không ở nhà, con phải đến trường. Cô thấy thì trường, nó là con tôi. Hai mẹ con nhà cô ấy sẽ thám tử trên YouTube ý thôi. Đi. Đi, đi về, đi. Alo, chị phải là chị Linh không ạ? Đúng rồi. Dạo này số điện thoại của chị đang dùng để truy cập trang web bất hợp pháp. Đâu có đâu, tôi có bà gì đâu. Chị tắt nguồn điện thoại 10 phút giúp tôi nhé, để tôi kiểm tra lại. Ok.
Dạ, ai đây ạ? Chị ở bên giao bưu phẩm. Chị đợi em chút ạ. Chị giao hàng gì đấy chị? Đất của chị Linh ạ. Có cái mẹ một gì đâu nhở? Để bố gọi xem sao. Số máy của mẹ con không gọi được con ạ. Đây là đơn giao hàng nhanh, anh thanh toán nhanh giúp tôi với. Thế bao tiền hả chị? 800.000 ạ. Trước khi nhận hàng có được kiểm tra hàng không ạ? Không được đâu em ơi, anh ơi nhanh lên giúp tôi. Ủa, đừng để cô ta lừa. Em nói cái gì đấy? Chị bảo chị là giao hàng, tại sao chị không mặc đồng phục? Đồng phục chị mặc ở bên trong rồi. Ở đây chỉ có một lớp băng dính hờ được dính lại, vết bọc hàng cũng đã bị cắt. Nhưng số điện thoại ở trên này là số của mẹ em mà. Thế chị có biết số điện thoại của công ty chị là gì không? Mánh khóe cũng bị lật tẩy thôi. Chú ơi, anh lại ăn kỳ ghê. Đã ăn bằng đũa rồi lại không ăn bao quả trứng ạ. Cháu mấy kỳ, thằng bé ăn bằng đũa hay là ăn mấy quả trứng thì liên quan gì đến cháu? Lo chuyện bao đầu biết thôi, đi. Chú này hành xử thật thô bạo, trông biểu cảm của em ấy cũng không tình nguyện gì, mà chú ấy dường như chẳng quan tâm đến cảm nhận của em ấy. Anh lại ăn kỳ ghê, đã ăn bằng đũa rồi lại không ăn bao quả trứng ạ. Đũa à? Ba quả trứng. 113, tôi trên đầu chị ơi, em gái này đang gặp nguy hiểm, chị mau báo cảnh sát đi. Các bạn nhỏ ơi, khi thấy người lạ có hành động khác thường, các bạn phải thật chú ý, nhỡ đâu họ đang gặp nguy hiểm đấy. Này, thầy giám thị thì dễ tính lắm, chắc chắn qua môn thôi. Hôm nay nhà thầy không có ai, nên thầy dắt con lên. Em chào các anh chị ạ. Chị ơi, chị xinh thật đấy. Chị cảm ơn nhá. Trong phòng thi không được dùng tai nghe chị ạ. Anh ơi, anh đưa điện thoại của anh cho em. Người nào, không như điện thoại. Thế đây là gì hả anh? Thời gian làm bài còn 30 phút. Chị ơi, trong nửa thời gian đầu chị không biết gì, bây giờ giấy chị đã kín chữ rồi. Đấy chị đang ngồi nghĩ. Thế thì để em đứng đây nhìn chị làm bài nhá. Hay là chị lên nộp luôn đi. Chị lên nộp luôn. Chết rồi, tất cả mọi người ở đây đều có vấn đề. Game over. Đâu đưa chị xem nào. Ok, về thôi. Ai đấy hả? Ban quản lý chung cư đây. Vâng, đợi tôi một chút ạ. Có chuyện gì thế hả? Chị đã nghe vụ vi phạm xảy ra tại chung cư chưa? Dạ, tôi vừa nghe ạ. Thế chị có biết người trong bản tin là ai không? Ừ. Chú ơi, nãy khi em cháu ra ngoài chơi cả ngày làm gì thấy ai đâu ạ? Vậy thôi, tôi làm phiền rồi. Ở dưới hầm để xe không phải anh ta sao? Sao em không để cho chị nói? Chị ơi, nếu chúng ta nói thì chúng ta gặp nguy hiểm đấy. Mà chị xem bây giờ mấy giờ rồi? Ban quản lý chung cư gần này ta làm hết rồi. Làm gì có chuyện gõ cửa nhà mình. Rõ ràng họ nhắm vào chúng ta.